Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video này xin giới thiệu đến các bạn là cái bộ Mayer sau để làm xe kéo, tải trọng 1,5 tấn trở lại. Có hai loại, một loại tải trọng cao là loại này. Loại này thì nó sử dụng bi côn, tức là bi đũa đấy. Và ốc pin ốc của nó là chéo 8, đo đường chéo này 8 và vuông 10, thì loại này chuyên để tải hàng nặng hơn 1,5 tấn, 2 tấn. Quay đầu thì có thể sử dụng loại ốc chéo 8 11 như này, và một loại nữa là loại chéo 7 10, thì loại này thích hợp cho các bạn kéo khoảng 1 tấn trở lại. Đấy, thì tim ốc của nó cũng giống con này thôi, chéo 7-10. Ở đây thì nó tiện sẵn cái cổ trục cho các bạn rồi. Các bạn về nhà chỉ việc hàn cái ống phi 60 vào đây. Tí nữa mình sẽ đặt một cái ống 60 mô phỏng cho các bạn xem. Đấy, thì các bạn hàn ống vào đây. Đây, như này đây. Này là nó tiện sẵn rồi đây này. Đấy, nó tiện sẵn cho các bạn rồi nhé. Đây này. Thì về mình chỉ hàn cái ống vào đây thôi. Các bạn mua cái ống thép đen loại 60, phi 60 dày dày một chút, thì tùy theo cái tải trọng. Ví dụ như các bạn tải 1 tấn thì các bạn mua cái ống dày khoảng 3 ly. Còn chiều dài bao nhiêu, chiều rộng bao nhiêu, cái đấy là tùy ý. Ở đây cũng thế này. Đấy. Thì bên này thì nó sẽ to hơn, bởi vì nó dùng cái ống mỏng hơn. Còn bên này nó tiện cái cổ này nhỏ hơn, để cho các bạn đóng ống dày hơn. Đấy. Thì các bạn cứ mua cái ống phi 60 loại dày thì các bạn cho vào đây. Còn phi 60 loại mỏng thì các bạn cho vào đây. Và sau đó là kẹp nhíp. Thì tại sao lại dùng cái ống phi 60 ấy? Bởi vì đối với những cái bộ nhíp thì thường thường những cái quang treo đai ốc các thứ của nó là nó dành cho những cái quang, dành cho những cái ống cầu phi 60, cho nên khi các bạn hàn cái ống 60 vào ấy thì nó vừa luôn với cái bộ quang nhíp. Thứ hai nữa là ống 60 ấy thì độ cứng nó tốt hơn là những cái trục sắt. Các bạn mua những cái trục phi 27, phi 30, mặc dù nó là thép đặc nhưng mà cái độ cứng thì nó lại thua xa cái ống phi 60. Ống rỗng phi 60 thì nó độ cứng nó vẫn cao hơn rất là nhiều so với cái ống phi sắt đặc, nó không bị võng, bị cong. Đấy, thì có cái bộ này rồi thì các bạn chỉ cần mua về sử dụng thôi. Tại sao mình cũng không làm cái ống 60 luôn vào đây, bởi vì cái chi phí vận chuyển nó sẽ cao hơn. Nhiều khi chi phí vận chuyển nó sẽ cao ngang với các bạn mua ống tại cái chỗ các bạn làm. Ống 60 nó là ống phổ thông rồi. Đấy. Cho nên là các bạn cứ mua cái máy ơ rời này về là các bạn làm là hợp lý nhất. Đấy. Ốc ác này, vòng bi này, tim ốc này. Bên em thì có bán luôn cả vành, các loại vành phù hợp luôn. Vành gai máy cày, rồi thì vành nhẵn trơn, các thứ là đều có. Các bạn có nhu cầu chế phanh vào cái bộ Mayer trục sau này thì cũng có thể thực hiện dễ dàng hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Cảm ơn các bạn rất nhiều.